cư tôi mỗi khi họp mặt. Dạ, ban quản lý chung cư, cái chung cư mình ngày hôm nay nó xuống cấp quá rồi. Đây. Đây. Trời ơi, gì vậy? Trời ơi, gì vậy? Tôi. Ủa? Sập nó gãy tùm lum rồi mà sao mà không sửa chữa đi nha, quản lý. Thì giờ em thấy bây giờ cho anh Lâm một trường hợp tốt nhất. Một là anh chịu khó ở lại ở trong một cái môi trường chấp giá, còn hai là dọn đi chỗ khác. Ủa, đúng là rồi. Đi luôn hả? Ờ đó, giờ anh chọn cái nào? Lâm hay sao chú Lâm? Nghĩ cũng không xa lắm đâu. Ở đây tôi cài cái mắng xấu gì không chị Lan? Hả? Tôi thấy là mỗi lần mà tôi nói trên này á thì nước miếng bay xuống chị. Anh ơi. Và chị hước mặt chị chửi tôi. Hồi xưa nhà Lan đâu có trồng cây đâu. Lâm nói nước miếng dữ quá, cây nó tươi tốt luôn. Đáng ghê. Ở dưới là hở mạch nhẹ, coi bây giờ hở mạch mạnh nè. Đúng rồi. Chú Lâm, giờ thử ổ điện ở dưới tôi cái coi. Ổ điện cái này hả? Ờ. Ổ câu lập. Ổ câu lập coi chứ gì chập chờn vậy. Trời ơi. Nè, trời ơi. Chung cư mình hôm nay có người nước ngoài tới. Người Thái. Ôi Monica. Trời ma. Tôi thấy người nước ngoài là có kết quả không có được tốt đẹp gì. Bữa kế chung cư tôi có bà Hàn Quốc kia kìa. Bán được mấy số rồi bà dọn đi rồi. Cái bà đó bà cũng được, bà sống ở lúc mà chung cư mới lập á, là bà sống ở đây cũng được năm á. Ờ, bà cũng vui vẻ lắm. Nước ngoài được tới đây là đi hết à. Nhà tôi là tôi bị là ở bên là thì vọng qua ở trên vọng xuống á, là tôi làm ăn không lên, là nhờ hai cái phòng này đó. Không có cơm ăn, lên xin cơm. Làm gì có, có ai lên đây đâu, toàn là em xuống dưới thôi. Toàn là em xuống dưới thôi. Trời ơi.